Ẩm thực chay Huệ Hoàng Vlog mến chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay Diệu Huệ chia sẻ cách làm món rau củ quả kết hợp với nấm và đậu hũ. Sốt nước sốt, món này mình dùng để đãi tiệc hoặc ăn trong các bữa cơm gia đình đều rất thanh đạm, ngon miệng, bổ dưỡng, đủ dinh dưỡng nữa. Rồi mời cô chú anh chị em và các bạn cùng vào bếp với mình để thực hiện chế biến món ăn chay hôm nay. Để làm món rau củ quả hấp thì ở đây mình có cái bắp cải nhưng mà mình không có sử dụng hết, chỉ lấy vài ba cái tàu để kê ở bên dưới cái dĩa cho đẹp thôi. Mình cắt cái cuống bắp cải rồi tách ra như thế này nè. Mình xả nước rồi vô như thế này thì cái lá bắp cải sẽ không bị gãy nha các bạn. Đấy. Khi mà có cái lực nước á, mình sẽ tách ra được cái bắp cải rất là đẹp. Nè, tách rất là dễ ha. Mình tách có mấy tàu thôi nên là mình tách như thế này nè. Tàu bắp cải không bị bể. Còn nếu như mà mình làm cái món nào mà cần sử dụng hết nguyên cái bắp cải này á, thì mình cho vô nước sôi mình trụng cho nhanh. Rồi rửa sạch bắp cải rồi tiếp đến. Bắc một cái nồi nước lên cho sôi. Trong khoảng thời gian chờ nước sôi thì mình sơ chế ba loại củ quả. Củ cà rốt này mình tỉa hoa cho đẹp. Rồi mình cắt lát vừa ăn. Củ cà rốt là 150 g, củ su hào này là 100 g này. 150 g, các bạn tham khảo thêm trọng lượng nguyên liệu cũng như là gia vị nêm ở trong phần mô tả ha. Củ su su này là 100 g luôn. Tiếp đến là một miếng đậu hũ. Mình mua cái đậu hũ chiên hay là đậu hũ trắng đều được ha. Đậu hũ chiên này hoặc mình mua về mình chiên á để mình xếp cho không có bị bể nát. Đây mình sử dụng thêm 5 tay nấm đông cô và 100 g nấm đùi gà. Cái nấm đùi gà này á, thì mình đập dập sơ ra. Đập sơ như thế này ha, để mình xào nấu cho thấm gia vị. Mình vắt cho ráo nước ha. Tiếp đến mình đập một ít cái đầu hành lá. Bữa nay mình không mua được cái hành ba rô nên mình nấu bằng cái đầu hành lá hoặc là ăn chay vì sức khỏe thì mình nấu bằng cái hành tím này cũng được. Rồi sơ chế xong hết nguyên liệu rồi, quay trở lại cái nồi nước đã sôi rồi, mình cho vô một ít muối, cho cái lá bắp cải vô mình trụng cho héo cái bắp cải lại là được. Tắt bếp luôn đi, héo lại như thế này là được không? Vớt ra rổ cho ráo nước. Tương tự mình trụng lá bắp cải cho tới hết. Rồi mình chuẩn bị ở đây là một cái dĩa lớn. Cái lá bắp cải ráo nước rồi á, mình xếp vô. Lá này nè, lớn quá thì mình cắt ra. Xếp quay cái phần lá vô trong ha, phần cọng ra ngoài như thế này để chút nữa mình gấp cho dễ. Xong rồi mình xếp đến cái phần cọng. Làm món chay đãi tiệc từ củ quả thì mình chịu khó xếp một chút cho đẹp, nhưng mà cái này xếp cũng rất là nhanh luôn á các bạn. Mình để cho khít với cái dĩa như thế này ha. Rồi tiếp đến mình xếp củ su hào trước ha. Mấy cái tỉa hoa này nè mình tận dụng hết, không có bỏ. Món này mình còn nấu chín nữa mới ăn nên là mình rửa tay sạch đi rồi bóc cho nhanh. Rồi còn cái phần su su này á, mình
hấp 5 phút sau mình hãy cho ha. Su su này rất là nhanh chín. Mình cho cái củ quả này vô mình hấp 5 phút. Đậy nắp lại. Rồi mình hấp được 5 phút rồi mình cho tiếp cái su su vô ha. Su su này rất là nhanh chín mà mình cho cùng một lượt cái cà rốt thì chút nữa nó nhão không ngon. Nên mình cho xong như thế này. Rồi mình đậy nắp lại mình tiếp tục hấp 5 đến 10 phút nữa theo cái sở thích gia đình ha. Ví dụ như mình thích ăn mềm hơn á thì mình hấp 15 phút. Khi mình thấy cái rau củ quả này mềm theo sở thích gia đình mình là được. Rồi trong thời gian 10 phút chờ cho củ quả chín tiếp đến mình bắt chảo lên cho nóng cho vô một muỗng canh dầu ăn. Cho cái hành băm vô mình phi cho hành dậy mùi thơm. Hành dậy mùi thơm được mình cho cái nấm đông cô vô mình xào thử trước để cho nấm hết đi cái vị ha hắc. Mình xào cho nấm đông cô chín tới luôn ha. Nấm đông cô hết vị hắc rồi mình giảm lửa nhỏ. Rồi nấm đông cô dậy mùi thơm rồi mình cho cái nấm đùi gà vô. Giảm lửa nhỏ chứ không thôi là hành bị cháy khét hoặc là tắt bếp luôn. Xào trong cái chảo nóng để thử đi cái vị ăn hắc của nấm đùi gà nè. Rồi mình nêm vô nửa muỗng canh nước tương, hơn nửa muỗng canh nước mắm chay đi. Bật bếp lên trở lại tiếp tục xào thử để cho cái nấm đùi gà này hết đi cái vị hắc hoàn toàn. Rồi mình xào cái nấm đùi gà chín tới luôn rồi nè. Nấm đông cô cũng chín rồi ha. Mình nêm thêm vô một chút muối theo khẩu vị gia đình. Nửa muỗng cà phê bột nêm chay, một muỗng cà phê dầu hào chay, một muỗng cà phê sốt cà chua. Không có sốt cà chua thì mình thay thế bằng tương ớt hay tương cà cũng được. Mình cho cái sốt cà chua là nhằm mục đích để cho cà chua ngọt dễ ăn với lại đẹp mắt. Cho cái đậu hũ vô luôn. Cho vô chừng nửa chén nước. Nửa muỗng canh đường phèn. Cái đường phèn mình nêm theo khẩu vị gia đình ha các bạn. Thích gia đình. Cái củ quả rất là ngọt rồi nên mình nêm đường ít thì cũng được. Bạn nào có ăn bột ngọt thì mình nêm thêm bột ngọt. Thêm một ít tương ớt hoặc là tương cà để tạo cái độ sần sệt cho nước sốt. Bạn nào không có tương ớt, tương cà thì mình thay thế bằng cái bột năng á. Để cho sần sệt để như thế này nè. Để mình nấu cho sôi chừng 3 đến 5 phút để cho cái nấm đông cô này chín mềm luôn. Rồi sần sệt như thế này là được rồi nè. Mình tắt bếp đi. Anh em vô một ít tiêu xay cho thơm. Rồi cái phần nước sốt này mình lấy ra chén một ít á để mà mình chấm. Rồi mình lấy ra một cái chén nước sốt rất là hấp dẫn luôn này. Rồi quay trở lại cái nồi củ quả hấp cũng đã được 10 phút chín rồi nè. Mình cho cái nấm đông cô vô trước ha. Hấp rau củ quả như thế này á, mình đãi tiệc cũng rất là ngon. Món rau củ quả hấp như thế này rất là ngon, thanh đạm, đãi tiệc cũng rất là đẹp mắt. Cô chú anh chị em và các bạn thấy mình chia sẻ món chay hôm nay ngon thì tặng cho mình một like. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận thông báo video mới tiếp theo. Đón xem món ăn chay mới ngon hơn nữa.
Sau khi xem thì chia sẻ cho các bạn cùng xem để cùng ứng dụng làm món ăn chay ngon. Mình chan cái phần nước sốt này lên trên cái rau củ quả cho thấm luôn ha. Rồi, cái món hấp nãy giờ cũng được 10 phút này, mình trang trí thêm cái hoa ớt lên cho đẹp mắt này. Rồi tắt bếp và lấy ra ha. Rồi mình lấy cái dĩa củ quả ra nè, hết sức đẹp mắt. Điểm lên vài cọng ngò rí cho xanh đẹp bắt mắt hơn. Cắt lên thêm vài cái ngò rí cho thơm. Như vậy là xong rồi nè cô chú anh chị em và các bạn. Cô chú anh chị em và các bạn thấy thích món rau củ quả hấp sốt nước sốt này thì Diệu Huệ chúc cho cô chú anh chị em và các bạn ứng dụng làm món rau củ quả kết hợp với nấm hấp sốt nước sốt này ăn ngon miệng. Hôm nay như vậy là đã hoàn thành rồi. Mình xin được kết thúc video ở đây. Thân mến chào cô chú anh chị em và các bạn. Hẹn gặp lại ở video mới. Mình tiếp tục chia sẻ món ăn chay ngon.